Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã triển khai mô hình tuyến đường không có bảng quảng cáo di động, được nhân dân đồng thuận, đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo tuyến đường xanh sạch đẹp và đảm bảo công tác hành lang giao thông đường bộ cho các tuyến đường trên địa bàn phường. Đây là tuyến đường Cách Mạng Tháng 8. Hầu hết các nơi kinh doanh buôn bán đều không có bảng quảng cáo di động hoặc là bảng hiệu được đặt cố định áp sát vào trước nhà. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông được đậu đỗ ngay ngắn trên làn đường cho phép. Con đường rất thông thoáng, sạch đẹp. Đây là kết quả tích cực trong công tác trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Khuê Trung. Trong đó nổi bật là mô hình tuyến đường không có bảng quảng cáo di động được phường triển khai thực hiện từ năm 2019. Chúng tôi gửi thông báo cho các hộ kinh doanh mới, sau đó là thông báo cho các tổ dân phố có nơi có bảng hiệu di động để vận động tuyên truyền trước. Sau đó cử lực lượng ra quân gồm quy tắc, văn hóa và công an. Chúng ta ra quân tuyên truyền và làm biên bản thu gom. Phường đang tập trung vào 5 tuyến đường chính là Cách Mạng Tháng 8, Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ, Ông Ích Đường và Thành Thái. Hầu hết hộ kinh doanh buôn bán đều chấp thuận việc không sử dụng bảng quảng cáo di động, đạt hơn 90%. Ngoài ra, lực lượng phường thường xuyên ra quân trên các tuyến đường kiểm tra việc thực hiện của người dân. Đối với những trường hợp chưa thực hiện, phường đôn đốc nhắc nhở, nếu còn tái phạm lập biên bản xử lý. Tôi nhận được cái thông báo của phường là về việc bảng hiệu di động mà không có trên tuyến đường, tôi cảm thấy cái điều này rất là hợp lý. Vì sao? Vì không có cái bảng mà hiệu di động trên đường là sẽ rộng, thoáng đẹp và người dành cho người đi bộ rồi. Cho nên gia đình tôi làm theo cái chủ trương đó của phường. Theo Ủy ban Nhân dân phường Khuê Trung, phường luôn xác định công tác trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo không lấn chiếm vỉa hè và các lối thoát hiểm. Để thực hiện có hiệu quả lâu dài, công tác vận động tuyên truyền cho người dân rất quan trọng. Khu dân cư, tổ dân phố và cán bộ nhân dân trên địa bàn phường rất là nhiệt tình và đồng tâm tổ chức thực hiện. Và qua đó thì bộ mặt đô thị của phường Khuê Trung trong thời gian qua đã được nhiều cái khởi sắc, đường thông hè thoáng, người dân đi lại được thuận tiện và cái nếp sống văn hóa văn minh đô thị của phường ngày càng được tốt. Thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện mô hình tuyến đường không có bảng quảng cáo di động, đảm bảo 100% không có bảng quảng cáo trên địa bàn phường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và duy trì nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn.